Thamme yo kalito do so thammo kama tu tăng ma măng. Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamangena vandehaṃ saṅkhaṃ ca duvittottamaṃ saṅkhe yo kalito doso saṅkho kamatu taṃ mamaṃ. Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Dạ, sau đây con xin gửi mic lại cho sư ạ. À. Bhavatu sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa bhuta nu pave na sada sothi pavang tu te bhavatu sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa dhamma nu pave na sada sothi pavang tu te bhavatu sapa mangalang rakhang tu sapa devata sapa sangha nu pave na sada sothi. Phà văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Vậy Nam Mô của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con vừa đọc phần sách chúc phúc rồi, con xin trao mai là cho sư phụ Thanh Tâm hay là trí chúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Mời. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ con thấy pháp sư đã vào và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka thipati sahampati katanchali an thiwarang ajachatha santi thasantam parachang khachati ka de se tu thammang anukam bimang bachang san tham ma phê rin quy nhã danh cha ca danh sua tan cha ban thăng a phi tham ma châm măng a cô ta danh tu cha tu san cha đan đăng ba bố tha ni ye ba ri sa ya man che
Ewang saham bati brahma phagavantang ayachata tuân hi phà quê na tăng bù thô ca ruôn nghe na thi hoa sa ya tan ha vô tha ya pa đê na mi ga đa yang ta tu ga tu ban cha quang gia đa vô nay ye a mang ba ye si tham ma tu ta tu ba pu ti sam bu tu a nu na tham ma de san nang ma ga wa sa ni de se si sắc ta năng ăn tha sinh tha căng tê na sa thua vô phân tê đề xê tu thâm mà đề xa năng sâm ba di tha pa ri sa ya anu cam bâm bi ca ta quê. Nắc mô bút thà giá, nắc mô thâm mà giá, nắc mô sang khà giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Trước khi chị Nguyên Trang đọc bản chánh kinh, con xin sư có thể cầm mic để mà thử mic hôm nay à, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy-ya, Nam mô Thầm-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Thì hôm nay không có cái phần chánh kinh, mà có những cái vấn đề mà nó liên quan về cái cách thức để mà chúng ta thực hành. Là sự hôm nay thì sẽ đi vào cái buổi chia sẻ Phật pháp. Cảm ơn tất cả quý vị. Thì thật sự ra mà nói, cái thời gian mà chỉ có một giờ để mà nói về bốn cái pháp tứ niệm xứ thì nó không có thể nào mà đủ được hết. Nhưng mà cái này là những cái pháp căn bản để quý vị có thể nắm vững, rồi có thể đi vào thực hành. Thì sau đó mà khi thực hành thì có những cái vấn đề gì thì sẽ nêu lên để trong cái những cái sự hiểu biết, những cái điều mà sư có thể chia sẻ, hướng dẫn được thì sư sẽ giúp đỡ chia sẻ cho quý vị. Thì một vị hành giả mà khi đi vào thực hành thì cần phải hiểu biết những cái pháp để nó hỗ trợ cái sự thực hành của chúng ta đi đến cái lợi ích tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không biết những cái pháp này đó thì có đôi lúc chúng ta thực hành nó bị trở ngại. Thì cái điều quan trọng nhất hết của một cái vị hành giả là cái thái độ, gọi là cái thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh ở đây đó là chúng ta chuẩn bị về cái tư tưởng của mình. Đôi lúc mà những cái vị hành giả đó, khi mà đi thực hành thiền tập đó, với cái tâm là nôn nao, mong ngóng
mong muốn thế này thế khác. À, thì đây là cái thái độ là không có chân nhánh của phiền não rồi. Cho nên khi mà nếu mà chúng ta đi thực hành, thực tập, thiền tập, hoặc là bất cứ khi mà chúng ta thực hành ở ở tại nhà của mình cũng vậy. À, tức là chúng ta phải có một cái thái độ chân chánh trước khi bước vào cái thiền tập thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Tức là quý vị gạt bỏ hết tất cả những cái mong cầu, mong là bữa nay mình hành thiền đạt được cái này, đạt được cái khác. Đó, cho nên đó là những cái này đó là sao? Cái sự thực hành của mình là bị thúc đẩy bởi cái phiền não. Cho nên là có đôi lúc là chúng ta bị cái phiền não dẫn dắt mà mình không biết. Cho nên là chúng ta cần phải gạt bỏ hết khi mà bắt đầu thực hành thiền tập. Là sao? Là giữ cái thái độ quân bình, không mong cầu, không mong muốn gì bất cứ một cái điều gì hết. Rồi cái nữa là sao? Tức là tất cả những cái công việc, những cái việc gì đó trong cái giờ thiền tập này mình bỏ gạt hết vào một bên. Thành ra đó, có khi chúng ta phải tự nguyện trong tâm, tự nguyện trong tâm lúc đầu á, để mà mình có cái giữ cho cái nội tâm mình nó được quân bình an tịnh á. Cái này không nhất thiết, nhưng mà nếu mà xét thấy cần thiết những cái vị hành giả sơ cơ thì mình lập cái nguyện để mà có cái vững tâm đó. Tức là kể từ phút này tất cả những suy nghĩ tính toán gì đó nguyện coi như dẹp qua một bên để chú tâm vào cái vấn đề hành thiền đó. Thì trước khi mình hành thiền có cái thái độ như vậy đó thì sẽ đem đến cái lợi ích, mình ít bị là bị phóng tâm, bị dính mắc vào những cái công việc, những cái sinh hoạt hàng ngày. Rồi cái bước tiếp theo là giữ cái tâm quân bình. Quân bình là mình không mong cầu gì hết, mình không mong cầu mong muốn cái gì hết. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu mà chúng ta thực hành thì quan sát đối tượng, nhớ rằng đối tượng như thế nào mình quan sát nó như thế đó. Mình không đồng quá, rồi cũng không xét đoán, cũng không phân tích, cũng không có dính mắc hoặc là xua đuổi nó. Tức là chúng ta giữ cái thái độ trung dung của cái người khán giả đi xem kịch hay là xem phim gì đó. Chứ mình đừng có là xét đoán đó, rồi phân tích chia sẻ. Có đôi lúc khi mà chúng ta học pháp nhiều quá thì khi mình gặp đối tượng rồi chúng ta ngồi đó chúng ta phân tích chia sẻ thế này thế khác thì lúc đó chúng ta thấy cái đối tượng nó không đúng như thật sự là nó đang diễn tiến, mà sao nó bị cái tưởng nó bị cái tưởng xen vô. Cho nên những cái vị mà thực hành thì học cũng cần yếu đó, nhưng mà vừa phải, vừa đủ. Còn nếu mà chúng ta học nhiều quá thì sao? Vô nó ngồi nó phân tích không à, cái tưởng nó làm việc nhiều hơn. Thành ra lúc đó là chúng ta không sự thấy cái đối tượng thật sự, và chúng ta không thấy được cái tính chất chân đế của nó. Tại vì cái gì? Cái tưởng nó xen vô, nó làm việc thế này thế khác. Thành ra đó chúng ta không thấy rõ được
À, ví dụ như bây giờ quý vị thấy không, những cái ở trong những cái phòng thí nghiệm đó, người ta muốn quan sát, người ta thấy rõ cái con vi trùng, con virus, hay là hoặc một cái tế bào gì nó rất là nhỏ đó, người ta phải dùng cái kính hiển vi. Rồi sao? Người ta tập trung vô ngay cái tiêu điểm, ngay cái chỗ đó thôi. À, thì mình sẽ thấy rõ, thấy không? Hoặc là khi mà mình đi ban đêm á, mình muốn thấy rõ đó, thì mình phải điều chỉnh cái đèn bên mình á, chỉnh cho cái ánh sáng nó hội tụ trở lại, à, thì mình mới thấy rõ. Còn nếu mà cái ánh sáng mà nó lan tỏa rộng ra đó, à, thì mình sẽ thấy cái đối tượng nó không có được rõ, mặc dù cái ánh sáng nó rộng nhưng mà nó không thấy rõ. Còn nếu mà mình gom hội tụ cái ánh sáng, gom lại một điểm nhỏ thì mình sẽ thấy rõ đó. Thì cái sự niệm, cái quan sát, cái trí tuệ của mình nó cũng giống vậy. Cho nên khi mà chúng ta quan sát đối tượng cần phải tập trung thì tập trung trên một đối tượng. À, những hành giả sơ cơ đó, thì ví dụ chúng ta lựa chọn một trong bốn cái đề mục: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. À, thì cái giai đoạn mà sơ cơ đó, mới bắt đầu đó, thì sao? Mình tập trung trên một trong bốn thôi. À, quý vị có quyền lựa chọn. À, ví dụ bây giờ mình cái đề mục là niệm thân chẳng hạn. À, niệm thân là hơi thở đó. Nhưng mà mình thực tập một thời gian, mình thấy là cái tâm mình không có định được. À, nó cứ bị lao chao, tức là sao? Tức là nó cái đề mục nó có thể là không phù hợp, thì mình có thể mình thay đổi, mình thực hành qua cái niệm thọ, à, hoặc là niệm tâm. Nhưng mà đó, trong cái thời gian mà chúng ta thực hành á, đề mục nào thì mình chú trọng vào trong cái đề mục đó thôi. À, chứ không nên á, là có cái sự pha trộn, không? À, mình á, cái tâm mình nó hơi lăng xăng lắm, khi mà nó thấy cái này không được rồi bắt đầu nó pha trộn cái này cái khác, thành ra nó không có đúng. À, cho nên á, cái vị hành giả mới bắt đầu bước vào thực tập thì nên thực hành một đề mục rồi cho cái tâm mình nó định đã. Đến khi mà cái niệm tuệ mình nó mạnh rồi đó, thì chúng ta có thể niệm bất cứ đối tượng nào. Khi mà nó mạnh nhất, nó sanh khởi ngay ngay lúc đó, nó sanh khởi, nó nổi trội hơn, thì mình quan sát, mình ghi nhận, mình niệm đó. Đó. Chứ còn lúc đầu mà nếu mà chúng ta chạy lung tung á, thì chúng ta sẽ không có sự tiến bộ, không có định được. À, giống như chúng ta không có gom tâm, à, không có gom cái ánh sáng vào một cái đối tượng duy nhất, à, thì chúng ta sẽ khó mà thấy rõ được. À, thành ra đó, giống như lúc đầu á, mình nói giống như là mình cũng như thực hành thiền định vậy đó. À, chúng ta chú trọng vào cái đối tượng mà chúng ta quan sát thôi, còn những cái đối tượng khác á, thì từ từ. À, và nhớ là nếu mà mình thực hành, thực tập trên cái đối tượng đó, mình thấy không, tâm mình nó không có an trú, nó không định á, thì chúng ta có thể thay đổi. Chớ đừng có một lúc mà mình quan sát hai ba cái mình pha trộn, à, xong không có đúng cách đó, thì sẽ thất bại. À, rồi chúng ta phải giữ cái tâm với cái thái độ chân chánh. À, lúc đầu nếu mà cái đối tượng mà phiền não nó mạnh quá,
nha, đối tượng phiền não mà nó mạnh á, với cái niệm cái tuệ mình là không lợi nó đó, thì có thể chúng ta dùng cái suy tư chân chánh, cái suy tư chân chánh, nhưng mà cái này ít thôi, lúc đầu thôi, để mình suy tư mình thấy cái sự tai hại của cái tâm phóng dật, sự tai hại của tâm luyến ái dính mắc, tâm sân hận rồi chẳng hạn, mình phải thấy được nó là những cái truyền cái, những cái phiền não, nó cản trở, chướng ngại của mình. Nếu mà nó lúc đó là cái niệm cái tuệ mình mà chưa đủ mạnh thì mình có thể dùng cái suy tư chân chánh để mình thấy được cái tai hại của nó, để mình trở lại với cái đề mục. Nhưng mà cái này là ít thôi, chứ không có suy tư nhiều quá. Nếu mà chúng ta dùng cái suy tư chân chánh á, rồi cứ ở đó nó cào nhào, nó nói hoài, thì lúc đó là mình cũng bị sai lệch với cái phương pháp hành thiền. Đó là những cái mà điều quan trọng mà những cái hành giả khi đi vào thực hành thì phải kỹ mọi người hiểu rõ, phải biết được. Rồi có những cái pháp mà nó quan trọng cho một cái vị hành giả, vị hành giả cũng phải biết. Tức là sao? Nó năm cái pháp, tức là trú xứ thích hợp nè, thời tiết thích hợp, pháp thích hợp, bạn lữ thích hợp và vật thực thích hợp. Thì các cái vị trưởng lão đã giảng trú xứ thích hợp ở đây á, là một cái chỗ mà để chúng ta có thể thực tập cho nó an ổn, nó không có tiếng ồn, không có nhiều cái người qua lại, nó ồn ào quá, nó ồn ào quá thì nó cũng làm cho mình phân tâm, mình không thể nào mà thực hành được. Đó. Cho nên cái trú xứ này đó, nó phải an tịnh một chút, ít tiếng ồn, ít có người qua lại, ít có tiếng động. Rồi cái chỗ, một cái chỗ mà nó không có quá sáng, nếu mà nó sáng quá là nó cũng trở ngại, mà nó tối quá thì mình cũng dễ bị hôn trầm buồn ngủ. Thành ra đó, cái trú xứ này mình phải lựa chọn một cái chỗ nó thích hợp, thế là không có tiếng ồn nhiều quá, rồi không có cái ánh sáng mà chói quá cũng không được. Rồi mà nếu mà mình điều chỉnh sao đó, ánh sáng nó vừa đủ, chứ nó tối quá, tắt đèn tối thui thì cũng được. Cho nên là chúng ta phải lựa chọn, rồi làm một cái, tạo cái điều kiện, một cái gì đó cho cái trú xứ nó thích hợp. Rồi cái thời tiết thích hợp ở đây đó, thì chúng ta phải lựa chọn khi mà mình đi vào thực hành, mình đi cái vị mà hành giả mà mới mình thực hành á, mình lựa chọn cái thời tiết, cái mùa tiết cho nó không quá lạnh hay là không quá nóng, nó vừa phải. Ví dụ như bây giờ mà cái mùa tiết mà mùa đông mà nó lạnh quá lạnh, âm tới 20-30 độ á, thì nó cũng làm cho mình khó thực hành. Mà nếu mà nóng quá đó, thì cũng khó thực hành. Thực hành mà mồ hôi rồi nó nhễ nhại, cái thân nó khó khổ, thì làm sao mà cái tâm mình nó an tịnh để mà nó thực hành được. Cho nên là chúng ta lựa chọn cái mùa tiết cho nó vừa phải, không quá lạnh mà cũng không quá nóng. Nhưng mà đối với những cái vị mà có điều kiện ở nhà mà có máy lạnh thì nó dễ rồi ha.
mình điều chỉnh cái nhiệt độ nó vừa phải à. Mặc dù mình nói vậy chứ cái lúc mà sư ở bên trường thiền, quý vị biết rằng cái thời gian mà cái ngày Tết của Miến Điện á, thì cái thời tiết nó rất là nóng à, nó nóng có khi là 40 mấy độ à, nhưng mà cái điều kiện, mặc dù cái điều kiện nó nóng như vậy đó, nhưng mà lúc đó là ở trong trường thiền nó rất đông à. Cái trường thiền mà sư ở là trường thiền Suy Minh á, thì cái thời điểm đó ha, là vừa chư tăng rồi vừa tu nữ rồi hành giả nữ đó, quý vị biết không, là cả 500 vị đó à. Thời tiết là nóng muốn chết mà ở trên trường thiền thì ngồi khích với nhau à. À, rồi phòng ốc quý vị biết không, lúc đó là phòng của chư tăng đó nha, chứ đừng có nói mà tới phòng của cư sĩ hay là hoặc tu nữ, là 4-5 ông sư à, nếu mà mấy ông sư mà người nước ngoài đó nha, được ưu tiên chút á, là 4 vị vô một phòng. Còn nếu mà mấy ông sư mà người Miến thì nằm như cá mòi, miễn là có cái chỗ mà ngã lưng là được rồi, nằm khích như vậy á, một phòng có khi cả 10 vị. Tại vì lúc đó là người ta cái mùa mà người ta để người ta đi tu tập mà đó, thành ra đó, cái thời tiết đó thì với lại người ta thực hành không phải là lâu dài à, có người họ đến trường thiền chỉ 1 tuần thôi à, hoặc là 2 tuần đó, thì cho nên nó là người ta dù là cái thời tiết nó không thích hợp, nhưng mà cái thời điểm thích hợp của người ta, tại vì cái lúc đó, đó thì tất cả những cái hoạt động ở ngoài xã hội của chính quyền, trường học đồ gì đó được nghỉ hết à, cho nên là cái thời điểm đó là cái thời điểm thích hợp để người ta đi hành thiền à. Cho nên là cái trường thiền Siêu Minh là nó ở xa đó, cách Văn Gung tới 30 mấy 40 cây số à, mà cỡ 400-500 người. Còn mà những cái trường thiền mà ở tại Văn Gung như trường thiền Ma Si đó, thì quý vị biết cả 1.000 người, 2.000 người, hay là trường thiền Sắc Thâm Má Đăng Xí đó, thì cả 1.000 người à, cho nên là mặc dù cái thời tiết nó nóng bức, nhưng mà cái thời điểm thích hợp à, để người ta đi tu tập, đi hành thiền đó, thì người ta vẫn đi à. Còn nếu mà chúng ta đó mới thực tập thì chúng ta lựa những cái thời tiết, những cái thời điểm cho nó thích hợp chút à, không quá nóng cũng không quá lạnh. Rồi pháp thích hợp, pháp thích hợp ở đây á, thì quý vị biết rằng hồi thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền, thì các vị tỳ khưu mà khi mà đi chuẩn bị mà lên đường đi ăn tư 3 tháng mùa mưa đó, thì đến đảnh lễ Đức Phật và xin Ngài cho cái đề mục. Thì tùy theo căn cơ của mỗi vị mà Đức Phật quán xét, rồi Đức Phật hướng dẫn, chỉ dẫn cái đề mục cho nó thích hợp để các vị này đi thực tập trong 3 tháng an cư mùa mưa à. Cho nên là lúc đó đó, những vị này sẽ thực hành theo những cái đề mục thích hợp. Còn bây giờ đó thì các cái vị thiền sư hay là bản thân mình có đôi lúc mình đâu có biết được, cho nên bây giờ mình phải lựa chọn đầu tiên á, là mình lựa ví dụ như cái đề mục là niệm thân đi à, niệm hơi thở à, hoặc là phòng xẹp gì đó à, hoặc là một cái đề mục về trên thân của mình. Nhưng mà mình thấy là cái tâm mình không có định à, nó thì bị chao động, rồi nó cứ bị phóng tâm ra ngoài à, thì mình có thể đổi qua cái đề mục niệm thọ à, quan sát theo dõi những cái cảm giác à, tê rần rần, nóng lạnh
à gì đó. À. Rồi nếu mà mình thấy mà mình quan sát những cái cảm thọ ở trên thân mà nó hợp à, thì mình sẽ phát triển à, mình đi theo luôn. Còn nếu mà mình thấy nó cũng không hợp thì mình có thể mình đổi qua à, đổi qua cái đề mục niệm tâm chẳng hạn đó. Thì chúng ta à, lựa chọn cái đề mục nào mà mình thấy cảm thấy thích hợp à, và cái tâm của chúng ta có thể định định trên cái đề mục đó thì chúng ta à, theo cái phương pháp đó à. Rồi cái thứ tư ở đây là bạn lữ thích hợp. Bạn lữ thích hợp ở đây đó là những cái người, những vị hành giả mà cùng thực hành với mình à, cùng thực hành với mình mà kể cả cái vị thiền sư nữa à, là những cái người mà thích hợp với mình. Tức là những người này á, phải có cái sự nỗ lực thực hành à, những cái người cùng hướng trên một cái mục đích là tu tập à, để thiền tập, để thực hành à, cái pháp minh sát à, thì để gì, các bạn lữ thích hợp để chúng ta nương tựa lẫn nhau à, để trao đổi, để chia sẻ, để chỉ dẫn à, để cùng nhau tiến bộ đó. Thành ra cái bạn lữ thích hợp này cũng là một cái vấn đề quan trọng à. Thì một lần ngài Ananda ngài có nói với Đức Phật, tức là à, cái giáo pháp là một phần đặt trên cái tình bạn lữ nha à. Thì Đức Phật mới nói là giáo pháp này đặt trọn trên cái tình thân hữu bạn lữ nha. Đó thì ta nói à, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Ví dụ như mà nếu mà mình ăn cơm mà nó khô khan quá thì mình cũng khó ăn phải không? Nhưng mà nếu mà trong cái bữa cơm đó mà nó có rau hay là hoặc có canh gì đó thì nó dễ ăn hơn. Đó thì cũng vậy à, có những người bạn của mình à, trong những cái lúc mà mình khó khăn à, mình à, bệnh hoạn gì đó thì có người hỗ trợ giúp đỡ, hay là khi mà mình hành thiền mà nó nổi lên những cái gì làm cho mình sợ hãi đó, mà mình mở mắt ra mình thấy xung quanh mình cũng có vài ba người bạn đó, à mình cũng cảm thấy bớt cái sự sợ hãi à. Rồi sao cái khi mà cái tâm mà mình lùi sụp á, tâm mình giải đãi dễ vui à, thì mình khi mà mình nhìn thấy các cái bạn đồng phạm hạnh với mình cũng đang có sự tu tập, có sự nỗ lực à, tinh tấn thì nó cũng thúc đẩy, nó làm cho mình tinh tấn nữa à. Cho nên á là cái bạn lữ ở đây rất là quan trọng. Nhưng mà những cái bạn lữ nó phải cùng chung chí hướng, tức là những người khi mà chúng ta thực tập đó chúng ta cũng phải gần gũi những cái người mà à, cũng đúng rồi, cũng gọi là có từ trường đó à. Khi mà chúng ta đi vô một cái trường thiền à, khi mà chúng ta vô trường thiền đó thì cái sự lan tỏa à xung quanh đó, nó tạo thành à, những cái từ trường à. Ví dụ như sống với nhau à, trong một nhóm chừng 5-10 người ở trong một cái trường thiền chẳng hạn. Nếu mà những người này mà có sống với nhau với tứ vô lượng tâm à, phát triển từ bi hỷ xả thì nó tạo một cái từ trường. Rồi nếu mà chúng ta cùng hướng về một cái chí hướng, có một cái sự nỗ lực, có sự tinh tấn á, thì nó cũng tạo thành một một cái năng lượng, cái từ trường á, để cùng thúc đẩy nhau
Ví dụ như nếu mà cái này đó thì những cái vị nào mà có thực hành, có sự quan sát, có sự quan sát thân tâm mình thì mình sẽ hiểu biết được cái năng lượng hay là cái từ trường. Ha, quý vị đến mỗi chỗ quý vị hành thiền, quý vị sẽ cảm nhận được nó khác nhau. Thì lúc mà ở bên Miến Điện thì sư cũng có đi để mà thực hành, để mình quan sát nhiều chỗ. Ví dụ như bây giờ sư có đi đến cái chỗ mà cái tháp Sơ Đa Gông đó, là cái tháp vàng ở Dân Gôn đó. Thì khi mà quý vị ngồi ở trường thiền, hàng ngày mình ngồi trường thiền, mình cảm nhận nó khác. Nhưng mà khi mà ra tới cái chỗ cái tháp vàng mình ngồi á, mình thấy nó khác, ngộ lắm. Cái đó là mỗi người á, khi mà đi vào thiền tập mình có kinh nghiệm rồi mình cảm nhận được. Chứ cái này á, mình không có giải thích được đâu. Mình chỉ biết nó là như vậy. Rồi khi mà đi đến một cái tháp thứ hai đó, cái tháp này nó nhỏ hơn. Rồi sư cũng ngồi thiền ở ngay chỗ đó, thì mình cảm nhận á, mỗi chỗ cái từ trường nó khác nhau hết. Rồi khi mà đi vô cái thạch động á, vô cái thạch động là cái chỗ mà chư tăng mà kết tập tam tạng á, khi mà mình hành thiền ngồi đó, mình thấy nó có một cái năng lượng nó khác nữa. Rồi khi mà mình đi đến cái chỗ mà Chadiyo á, tức là cái chỗ mà cái bảo tháp mà thờ ở trên cái cục đá nghiêng nghiêng đó, đó thì quý vị biết đó là tại vì ban ngày nó đông, trời nó đông ngàn ngạt người ta, cho nên là sư chờ cái thời gian mà người ta ngủ nghỉ hết á, khoảng 1-2 giờ đêm á, 1 giờ đêm nữa, thì lúc đó đó ban ngày nó cũng nóng, nhưng mà ban khuya rồi đó, 1-2 giờ đêm là cái lúc đó cái trời nó lạnh. Trời nó lạnh, cái bắt đầu sinh ra ngồi ngay chỗ cục, ngay cạnh bên cái cục đá đó, thì sư thấy nó rất là, cái từ trường nó rất là mạnh, so với những cái chỗ khác như là ở Seragon, rồi ở Thạch Động hay là ở mấy chỗ khác, nó khác hơn nhau. Rồi cho đến khi mà mình qua ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng nha, mình đến cái Bồ Đề Đạo Tràng á, mình ngồi ngay chỗ cái cây Bồ Đề đó, thì mình lấy thấy nó khác. Mỗi chỗ nó có một cái năng lượng nó khác nhau đó. Mà những cái này đó thì mình hành thiền mình sẽ cảm nhận được, và lúc đó cái tâm mình nó rất là dễ đi vào định, và cái tâm mình nó quân bình, nó an tịnh một cách rất là tốt. Thành ra đó cái trú xứ thích hợp ấy, nó cũng hỗ trợ một cái phần nào để cho chúng ta hành thiền. Rồi nếu mà chúng ta gặp những cái bạn lữ mà thích hợp đó, cùng chung những cái chí hướng, thì sao nó tạo ra một cái năng lượng, một cái từ trường để mà hỗ trợ lẫn nhau. Rồi nếu mà trong cái khúc lúc đó mà mình, cái tâm mình nó giải đãi dễ vui ấy, mình thấy những cái bạn đồng đạo của mình mà người ta đang nỗ lực, người ta thực hành, mà giờ mình lén lén mình đi về, mình đi ra ngoài hay là này kia, rồi nó thấy nó cũng kỳ, nó cũng có tự trong tâm mình nó có cái sự hổ thẹn. Cho nên á, là cái bạn lữ thích hợp này nó cũng thúc đẩy cho chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn để mà thực hành. Rồi nếu mà bây giờ cái trú xứ đó có đôi lúc đó, về cái vật chất nó hơi thiếu thốn một chút, ví dụ có những cái trường hợp, những cái trường thiền mà 4 món vật dụng, ví dụ như có thể vật thực
vật thực nó có thể thiếu thốn một chút, hoặc là những cái phương tiện tiện nghi nó khó có thiếu thốn một chút. Nhưng mà cái thời mà sư qua mà năm 2002, 2003 đó, thì quý vị biết về cái điện ở trường thiền nó rất là khó. Hồi cái thời đó nó khó lắm, khó khăn lắm. Bởi mấy ông nói là miếng điện mà, điện nó có miếng à. Một ngày có nhiều khi á, ở ngoài thành phố nó cho điện có chừng có khoảng tiếng hồ à. Mà ngày nào mà nó cho được cái ban đêm mà từ 6 giờ mà cho tới tới 8 giờ là bữa đó là mừng dữ lắm đó. Còn không á thì phải chạy máy đèn. Mà cái máy đèn hồi đó là nó cũng kiểu mà cũng già cỗi rồi. Nó chạy cà xịt đúng không? Và quý vị biết là cái đèn hồi đó là ấy mà mấy cái bóng đèn vàng mà nó xài bằng dây tóc á. Cái đèn nó cháy đâu có nổi. Nó mờ căm mà. Còn mà đèn neon thì nó không có sáng luôn. Đó. Khổ lắm. Rồi vật thực á, thì lúc đó quý vị biết cái tình hình Miến Điện lúc đó là nó cái tình hình chính trị nó không ổn. Nó cứ biểu tình hoài. Mà khi mà biểu tình vậy đó thì không có đi chợ để mà mua thức ăn đồ về cho thiền sinh được. Đó. Lúc đó là nó khó khăn như vậy á. Rồi sao? Chính phủ họ còn hăm he. Nếu mà những cái ngày nào mà nó bạo động mà nó biểu tình nhiều quá đó, thì chỉ những cái thiền sinh nước ngoài là ở trường thiền thôi. Còn những thiền sinh mà người Miến Điện á, mấy vị sư người Miến Điện hoặc là người dân Miến Điện á, thì không có được ở trong trường thiền. Phải đi về. Thấy khổ không? Đó, cho nên mặc dù là cái thời điểm đó, những cái phương tiện vật chất đời sống nó khó khăn, nhưng mà sao? Nhưng mà mình thấy rằng ở cái trú xứ này chúng ta phát triển được cái pháp. Mình hành pháp, mình thấy nó phù hợp, mình có sự tiến bộ. Thì như vậy đó, mặc dù cái trú xứ lúc đó là cái trú xứ, cái điều kiện nó không thích hợp, nhưng mà khi mà chúng ta hành pháp nó có sự tiến bộ, thì mình cũng bỏ qua những cái trở ngại về vật chất để mà chúng ta nỗ lực mà tu tập. Cho nên là cái vấn đề mà những cái vấn đề khác á thì khó, nhưng mà điều có cái là khi mà chúng ta có được cái pháp thích hợp rồi, một cái trú xứ mà thích hợp, thì chúng ta cũng sẽ nỗ lực thực hành. Còn nếu mà có được đầy đủ vật thực thích hợp rồi, trú xứ thích hợp, mùa tiết thích hợp, mà nó diễn ra đầy đủ để mà chúng ta thực hành cái pháp cho được tốt đẹp, thì cái đó là nhiều khi cũng cái duyên cái phước của mỗi vị. Nếu mà chúng ta gặp được cái đầy đủ năm cái pháp mà thích hợp này đó, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực mà thực hành. Tại vì khó khi nào mà tìm gặp đầy đủ hết các cái pháp mà thích hợp lắm. Cho nên là có được cái trú xứ thích hợp, pháp thích hợp, bạn lữ thích hợp á, là ba cái điều này là nó là cái điều hết sức là quan trọng. Còn ví dụ như mùa tiết hay là hoặc là vật thực không thích hợp một chút, nhưng mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó để mà mình nỗ lực mình tu tập, thì cũng sẽ đem đến một cái sự an ổn, nỗ lực để chúng ta có được những cái kinh nghiệm quý báu, chúng ta phát triển được cái tuệ quán, chúng ta hiểu biết, thấy được, nhận thức được các pháp. Hôm nay thì sư cũng xin nhắc lại và chia sẻ với quý vị những cái pháp mà căn bản để hỗ trợ trong cái sự thực hành.
Và trong bốn cái pháp, ví dụ trong cái ngày hôm nay và ngày mai á, thì nếu mà quý vị còn những cái pháp gì chưa có thấu đáo, còn vướng mắt, thì trước khi mà chúng ta qua cái tứ chánh cần á, thì bây giờ á, là mình phải giải quyết cái tứ niệm xứ này cho nó xong xuôi, nó thông suốt hết. Tại vì cái tứ niệm xứ này á, là nó là cái trong 37 pháp trợ đạo á, thì bốn cái pháp này nó là cái bốn pháp quan trọng. Nhờ chúng ta có sự nỗ lực thực hành, còn những cái pháp kia đó là nó cái sự hỗ trợ. Cho nên á, là nếu trong bốn cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp mà quý vị còn cái thắc mắc, còn những cái vấn đề gì đó, thì chúng ta cùng nêu lên để mà chia sẻ, để cho quý vị hiểu biết một cách rõ ràng, để quý vị đi vào cái thực tập, thực hành để cho được tốt đẹp. Thì bây giờ thì cũng xin cùng thỉnh Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm, hoặc là nếu mà trong những cái phần thực hành mà còn những cái gì mà quý vị chưa thấu đáo, còn trở ngại, thì cùng nêu lên để cùng nhau thảo luận, chia sẻ, để quý vị có sự hiểu biết một cách tường tận, để dễ dàng thực hành. Với phước báo này, kính cầu mong Chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang, cũng kính chúc quý tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, và có đầy đủ sự nỗ lực, sự tinh tấn để thực hành, để đem đến những cái kết quả, những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết về pháp hành theo lời dạy của Đức Phật. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ một lần nữa, kính đảnh lễ sư Thạch Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính một lần nữa kính chào đạo tràng, và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay. Và bạch sư, khi mà lúc mà sư dạy là phải có bạn đồng tu với nhau, bạch sư, có một số người thì nói khi mà mình thiền đó bạch sư, thì mình phải ngồi với nhau, giống như mình phải lên một cái trú xứ, giống như mình lên thiền viện mình ngồi, thì khi mà mình có một cái physical mình ngồi như vậy đó sư, thì những cái điện, những cái năng lực, những từ trường giống như sư dạy thì mình mới feel, mới cảm nhận được, rồi mình tu như vậy thì mới có kết quả. Còn trong cái thời Covid này mình đâu có ngồi như vậy được. Nếu như vậy thì mà giống như mình ngồi học Zoom giống như của Ngài Cả Kim Triệu dạy vậy đó, rồi tụi con ngồi ở nhà như vậy, thì theo sư thì mình có hưởng được năng lượng từ trường của nhau hay không? Tự vì lúc đó mình chỉ nhìn bằng mắt thôi bạch sư, chứ mình đâu có feel được cái energy của mỗi người với nhau đâu bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư để sư giải thích thêm cho chúng con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì sự thật ra đó, có những lúc chúng ta cũng cần phải có cái sự nương nhờ, giống như mà cái người mà mới tập bơi đó, cái người mới tập bơi đó thì phải có cái phao, có cái phao, hoặc là có cái thùng, hay là hoặc cái cây chuối, có cái gì đó để mình nương theo đó, để mình nương theo đó, để mình từ từ mình tập mà bơi cho nó rành rẽ, nó vững. Nhưng mà khi mà mình biết bơi, mình bơi giỏi rồi đó, thì mình còn bám níu vô ba cái đó làm chi? Thành ra Đức Phật nói sao, mình phải tự xây hải đảo cho chính mình,
mình phải tự nương vào chính mình. Đó. Thì lúc đầu á, mình cũng nương vào bạn lữ. Thành ra đó, ngài Sư Minh ngài nói sao? Ở trong trường thiền nó giống như cái bệnh viện. Mình bị bệnh, bị gì hồi đó cái tâm mình á, phiền não rồi kia nọ, nó gây cho cái tâm mình nó bị bệnh. Bệnh do tham, bệnh do sân, bệnh do si. Rồi sao? Hồi đó giờ mình sống trong dễ vui, mình thiếu chánh niệm tỉnh giác. Cho nên bây giờ á, mình nương vào cái trường thiền, với thầy tổ, với bạn lữ, để mà chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn tu tập. Nhưng mà mình tu tập một thời gian rồi đó, mình phải tự nỗ lực. Chứ mình đâu có ở trong bệnh viện hoài được, không? Đó, thành ra đó, ngài khuyên đó, là mình thực hành ở trong trường thiền một thời gian để có kinh nghiệm, rồi mình phải trở về gia đình, về trở về chùa, rồi cái mình tu tập để mình phải phát triển cái sự tinh tấn, cái nỗ lực của mình. Lúc đầu chúng ta cũng phải nương nhờ vào cái năng lượng của thầy tổ, của bạn lữ rồi kia. Rồi chúng ta phải nhờ cái sự nỗ lực tinh tấn, mình thấy bạn bè đồng phạm hạnh, thấy thầy tổ có sự nỗ lực tinh tấn mà mình không dám dễ vui đó, thì mình phải cố gắng mình theo đó một thời gian đó, nó trở thành cái quân tập rồi, nó quân tập rồi, nó có trớn rồi đó. Thì mình cứ theo cái đà đó để mình tiến. Giống như hồi đó ở chùa Pháp Bảo, 2 giờ khuya là ngài hòa thượng ngài dậy rồi, 2 giờ khuya là ngài dậy, ngài hành thiền rồi, ngài tụng kinh rồi này kia nọ. Thành ra ở chùa đâu ai dám giải đãi dễ vui, không? 2 giờ ngày đã dậy rồi, 4 giờ tụng kinh, thì mình phải theo cái gương thầy tổ, mình cũng phải ráng, thì mình phải nương nhờ vào cái từ trường, cái năng lượng, cái lực tinh tấn, mình ráng mình có sự tiến bộ, ha. Nhưng mà khi mà mình tự hành thì á, nói chung á, mình không có nương vào cái năng lượng đó, nhưng mà mình cũng cảm nhận được một cái từ trường ở cái trú xứ, cái nơi mình ở, mặc dù nó không mạnh, nhưng mà nếu mà quý vị á, khi mà quý vị phát triển một thời gian, quý vị sẽ thấy cái từ trường đó dần dần nó mạnh lên. Giống như hồi cái thời mà sư từ Miến Điện sư mới về ở chùa Tứ Phương Tăng ở trên Sa Trạch đó, quý vị biết lúc đó nó còn hoang sơ lắm, cây cối nó tùm thế ghê lắm. Rồi mấy ông sư kia muốn lên muốn chơi muốn nói chứ trời ơi, ở chỗ này ghê lắm á, mà sao mà đại đức dám ở đây. Nhưng mà sao, mình cứ nỗ lực, mình tinh tấn, mình hành thiền, rồi mình hồi hướng, mình chia phước cho các cái chư thiên rồi phi nhân rồi ở khu vực đó. Thì quý vị biết rằng ngay chỗ cái chùa Tứ Phương Tăng hồi xưa nó là một cái vùng chiến sự cũng ác liệt lắm. Quý vị biết là nội mà trong cái khuôn viên của chùa đó là 3 cái hố bom B-52, một hố nào hố ấy là nó lớn còn hơn cái ao nữa. Khi mà lắp đất để mà xây chùa đó ha, một cái hố đó là mà xe ben mà nó chở đất lớn đó, cái xe lớn 10 mấy khối đó. Mà quý vị biết là một cái hố vậy là 20 xe ben thì mới đầy cái hố. Biết là cái nó lớn tới nào rồi. Hồi xưa là ngay chỗ đó là chiến sự ác liệt lắm. Cho nên nào là phi nhân rồi này kia thôi. Rồi ngay chỗ đó nó có một cái cây da. Cái cây da này phải là cả, tính tới nay là phải trên cả 100-200 năm á. Tại vì hồi năm 90 mấy 96 mà sư về đó, thì cái ông cụ đó
ông cụ mà cái người mà cao niên nhất á, ông này thì hồi xưa là người chủ đồng điền là người Pháp đó, đi tuyển mộ những cái người người công nhân từ ngoài Bắc vô, gọi là phu đồng điền đó. Thì ông cụ này ông vô hồi lúc đó là ông mới có 20 mấy tuổi thôi, mà lúc đó là ông 9 mấy tuổi. Để ông nói mà khi mà ông vô cái vùng đất đó là ông đã thấy có cái cây da đó rồi. Đó, cây da đó ông chừng cỡ chừng 6-7 người ôm chưa giáp rồi. Đó. Nhưng mà nhờ mình nỗ lực, mình hành thiền rồi, mình hồi hướng phước rồi kê tung kinh rồi hồi hướng phước cho tất cả phi nhân đó, thì từ từ á, khi mà chừng khoảng chừng 1-2 tháng sau thì chư tăng mà trở lên để mà dự lễ, người ta sẽ cảm nhận cái không khí, cái từ trường, cái ngày chỗ đó nó khác liền đó. Thành ra đó, có những lúc mình nương vào cái từ trường của xung quanh, nhưng mà có những lúc đó, mình phải tạo để ở xung quanh đó nó có cái năng lượng, đúng không? Đó, chứ không phải là mình kiếm cái chỗ nào mình có cái năng lượng mình ở đó mình hành thiền đó. Thành ra đó, mình phải nương vào chính mình là ở chỗ đó, mình phải tạo cái năng lượng, cái từ trường, tạo cái niềm tin, tạo cái sự nỗ lực tinh tấn ở chính mình để mình vượt qua, rồi mình tạo cái từ trường, cái năng lượng xung quanh. Chứ lẽ tối ngày giống như con gà con thì lúc đầu nó phải nương theo cái hơi ấm của gà mẹ, trời lạnh tối gà mẹ phải xòe đôi cánh ra để cho gà con nó chung vô, nó núp cho nó ấm. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi á thì mình phải tự tạo cái chỗ để mình ấy, chứ đâu phải mình cứ núp dưới cái cánh gà mẹ hoài. Nếu mà mình cứ núp dưới cái cánh gà mẹ hoài thì sao mình có sự tiến bộ được đó. Cho nên á, cái vấn đề mà mình nương vào thầy tổ, nương vào bạn lữ để chúng ta có sự tiến bộ. Rồi nếu mà mình cảm thấy mình cũng vững rồi đó, khá vững rồi đó, mình phải tự lực, mình tách ra, rồi mình nỗ lực, mình tu tập thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Thành ra hồi đó đó, Ngài Siêu Minh Ngài nói sao? Mình học rồi xong mình thấy trở lại gia đình, trở lại chùa để mình thực hành, để cho phiền não nó tra tấn mình, té lên té xuống, u đầu xúc trán rồi đó. Đó, để mình biết cái điểm nào mình còn yếu, rồi mình trở vô trường thiền, mình học nữa để mình bổ túc những cái điều mà mình còn khiếm khuyết. Thì cũng giống như cái cây vậy đó, khi mà mỗi đợt phong ba bão táp đó, cái cây có khi nó không gãy nhưng mà lại bị xiên, bị ngã. Thì khi mà qua cơn bão rồi đó, cái bộ rễ đó, nó phát triển lại thì những cái cơn bão sau đó cái cây nó sẽ đứng vững vàng nhiều hơn. Thì cũng vậy, mới đầu mình cũng bị phiền não nó đánh cho tơi bời, té lên té xuống đó, rồi mình mới đứng lên bị bầm dập. Nhưng mà nói như cái chú Phật tử kia chú nói vậy, bầm bầm mà đừng để nó tím là được rồi, bầm bầm chút mai mốt xích dầu rồi nó cũng tan. Thành ra cái đó là nó cho chúng ta những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm rất là quan trọng trong cái đời sống cũng như trong cái sự tu tập. Thành ra đó, có một cái câu nói rất là hay, khi mà những cái người mà họ xô cho mình té, họ xô cho mình té, nhưng mà sẽ có những người họ sẽ giúp đỡ cho mình đứng lên. Thì cái người mà xô cho mình té đó, mình đừng ghét họ, tại vì họ sẽ giúp đỡ cho mình
có được những cái kinh nghiệm mà trong cái cuộc sống, để mai mốt á mình không có bị ai xô té nữa. À, thành ra đó mình bầm dập nhưng mà mình rút ra được những cái bài học kinh nghiệm rất là hay để mình vượt qua những cái khổ đau của phiền não, vượt qua những cái chướng ngại trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ có được những cái sự tiến bộ. Và cũng xin chia sẻ đôi điều với cái câu hỏi của cô Như. Dạ, cảm ơn, chúc cô Kim Nhung, chú Từ Mẫn, cô Diệu Pháp và tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con. Dạ sau đây con xin nhường mic lại cho Nguyên Như ạ. Nam mô Bích Thầy giá, dạ đạo tràng có nghe được con lại không ạ? Dạ cảm ơn chị Kim Nhung. Cảm ơn Văn Phan, cảm ơn chị Nguyên Trang. Dạ con xin kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của Nguyên Như. Dạ bạch sư, con biết là nhiều bạn học đạo cũng theo lớp học Nguyên Như Kỳ Viên một thời gian, và cũng theo chúng con học và chư tăng học về pháp học cũng rất là nhiều và một thời gian rồi. Có những bạn thì cũng muốn học về thiền đó bạch sư, nhưng mà cũng có một vài cái vị sư thì lại nói là tụi con không có nên thiền bây giờ mà phải học tới khoảng 1-2 năm để cho vững vi diệu pháp rồi mới ngồi xuống để mà tập thiền. Như vậy thì nếu mà tụi con muốn tập sơ sơ trước đó bạch sư, thì tụi con nên tập khoảng 5-10 phút hay bao lâu, và tụi con nên tập về hơi thở hay cái gì để mà chúng con có thể tập một mình trước khi mà có một cái vị thiền sư, hoặc là học trong một cái lớp chánh quy vậy bạch sư. Dạ con xin sư có thể thay mặt chư tăng để dạy chúng con một chút về điểm này bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Thật sự ra đó, mà ngay chính bản thân sư mà hồi lúc mà sư mới bước vô chùa đó, ở đó sư cũng ham thích vấn đề mà hành thiền lắm. Tại hồi đó mình thấy ngài hòa thượng ngày nào đêm nào ngài cũng hành thiền mà không ai chỉ dẫn mình hết. Rồi sư tự tìm thôi. Sư tìm tòi, sư đọc ở trong cái cuốn mà Nhật Hành của ngài Hộ Tâm đó. Thì mình thấy thôi bây giờ mấy cái khác nó khó quá, không ai chỉ dẫn mình. Thôi giờ mình cứ ngồi mình niệm. Mình niệm hồi đó sư cứ niệm A-ra-hằng. Hoặc là Bú-thô. Có hai cái chữ đó thôi. Niệm hoài. Hả? Rồi cái cũng có mấy vị sư cũng nói vậy đó. Bây giờ là lo học trước đi. Hành biết cái gì đâu mà hành. Nhưng mà kệ, ai nói thì nói. Vấn đề học là mình cũng học, nhưng mà mình cũng phải nỗ lực mình hành chứ, phải không? Bây giờ nếu mà nói là ráng lo học đi, rồi mai mốt mới hành, vô thường nó tới,
là lúc đó mình nằm mình còn tạo hối là trời ơi, hổng đại, bây giờ mình sắp chết rồi, hổng đại không chịu ráng, phải ráng hành đem theo chút đỉnh bỏ túi, thấy không? Đó, thành ra đó mình đừng có chờ đợi gì hết trơn á, mình cứ hành theo cái khả năng, cái hiểu biết của mình. À, bữa nào mà mình khỏe mình hồi lâu lâu chút, bữa nào mình khỏe thì mình ngồi một tiếng, bữa nào mình quể quải mệt làm lụng công việc nặng nhọc mệt mỏi quá, mà bữa nào cơ thể muốn bệnh bị cảm bị đồ chẳng hạn, thì mình ngồi nửa tiếng 15 phút. À, nhưng mà mình cứ giữ cái sự tinh tấn đều. À, rồi khi mà mình hành như vậy á, mình thấy nó còn những cái chỗ nào mà mình chưa hiểu, à, còn khiếm khuyết thì mình học đó. Hồi đó đó thì ngài Kim Triệu khi năm 94 ngài về ngài dạy khóa thiền đầu tiên á ở Phước Sơn á, là sư mới xin ngài hòa thượng lên ở trên Phước Sơn học một tuần lễ. À, thì hồi đó là sư chỉ hành thiền, chỉ ngồi niệm bút thô thôi. À, thì bắt đầu ngài Kim Triệu về á, ngài hướng dẫn, ngài chỉ dạy đó. À, thì mới bắt đầu mới hiểu biết về cái thiền minh sát. Nghe không? Đó, thì nó cái nhân duyên nó sẽ dẫn dắt mình đi từ từ. À, trước mình đừng có đợi. À, bây giờ mình tới cái bờ sông rồi, mình muốn qua bờ bên kia, không? Bây giờ không có đò thì kệ nó, mình ráng mình kiếm cái khúc chuối hay là mình kiếm bó rơm, có cái gì đó để mình ôm mình bơi qua cái đã. Chứ còn bây giờ mình cứ ngồi kêu đò ơi, mà giờ cô lái đò cô đi mất tiêu rồi, cái chiếc xuồng chiếc đò ở bên kia mình ngồi đây mình đợi quá hả? À, thành ra mình phải biết nỗ lực. Nói cái điều đó mà Đức Phật mới nói là mình phải tự nương nhờ lấy mình. À, mình phải xây hải đảo để mình nương tựa. Mình phải nương tựa vào chính khả năng điều kiện của chính mình. À, chứ còn á, nhiều khi á, tại sao người ta cũng nhiều khi người ta cũng dễ vui, phải không? Rồi người ta thấy mình hành á, mình mà tinh tấn quá, người thấy người ta cũng ngại, rồi người ta muốn mình á cũng giống như người ta vậy đó. Thành ra cái chuyện người ta nói kệ, sư cũng xin sám hối, không biết là cái vị đó là vị nào nói thì sư không biết, nhưng mà ngay chính bản thân sư hồi đó cũng có cái trường hợp đó rồi, cho nên sư rút kinh nghiệm là bây giờ á, à, mình xét thấy những gì cần làm được, à, mình phải làm liền, đừng có bỏ qua. À, đừng có nghe người ta tác động rồi mình dễ vui theo người ta là cái điều hết sức là tai hại. À, cũng chính vì mình dễ vui, à, cũng chính vì mình nghe lời tác động của người ta, cho nên bây giờ mình mới còn trôi lăn đây nè, mình còn ở đây để mà mình học mình ấy đó, cho nên mình rút kinh nghiệm. Bây giờ Đức Phật dạy nói là những cái pháp thiện nào mà nó chưa có, mai mốt mình sẽ học trong cái tứ chánh cần. À, có điều kiện làm ngay hôm nay, làm ngay giây phút này thì mình làm liền, không có chờ, đừng có chờ, biết đâu 10 phút 5 phút nữa quý vị không còn nghe sư nói, rồi nghe tin sư phát thanh chết rồi sao, phải không? À, thành ra đó, cái vô thường nó không có thể nói được. Thành ra đó, Đức Phật nói là chúng ta cố gắng ngay giây phút nào mình thực hành được là mình hành. À, ai sống cả trăm năm không giới, không thiền định, không bằng sống một ngày có giới, có thiền định.
ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. À, quý vị ráng nỗ lực thực hành, quý vị thấy được danh sắc, thấy được nó sanh nó diệt. À, quý vị ra đi, quý vị cũng không uổng phí cái kiếp sống làm người nữa. À, còn bây giờ mình học pháp hành nhưng mà mình không có nỗ lực thực hành. À, rồi mình đem theo được cái gì? Mình đem theo cái trí văn, chứ còn cái kinh nghiệm trong pháp hành mình chưa có được cái gì hết. Thành ra đó, hồi đó ngài hòa thượng ngài dạy ba pháp công quả, pháp học, pháp hành. Ngày nào mình chỉ thực hành bao nhiêu ba pháp đó thôi. À, thành ra sư theo gương ngài dạy, mình chỉ ráng thực hành ba pháp đó thôi. Sáng dậy tụng kinh, à, khuya dậy hành thiền cái đã, hành thiền xong lên tụng kinh, tụng kinh xong ra công quả, quét chùa, rồi lo công chuyện, là hồi đó là xách nước chẻ củi đủ thứ hết. À, rồi à, rồi cái bắt đầu á, buổi chiều mà là học lấy kinh lấy pháp ra học rồi chiều 5 giờ lên tụng kinh xong á, xuống à, bữa nào à, có sữa thì uống sữa, xong cái bắt đầu hành thiền tới 9 giờ à, nghỉ rồi khuya 2 giờ khuya dậy. À, cứ như vậy, cái thời biểu như vậy mình cứ quân tập thường xuyên như vậy. À, để mình có, còn ví dụ người khác ta tác động ta nói gì kệ lên, mình thấy cái việc của mình làm được mình phải cố ráng cố gắng nỗ lực làm. À, chứ đừng có nghe ai hết trơn. Mình nói ở đây mình phải dùng trí tuệ, mình nghe người ta nói, người ta tác động, nhưng mà mình suy xét cái điều đó đúng với lời Phật dạy không. Nếu những cái lời đó mà đúng theo cái lời Phật dạy thì mình hành theo. Còn nếu mà xét thấy những cái điều đó họ nói theo cái tư kiến cá nhân của họ, nó không đúng theo lời Phật dạy, thôi mình đừng cãi, mình đừng có ấy gì hết, để qua bên thôi. Rồi mình cũng nói, mình cũng nghe vậy đó, nhưng mà mình hành theo cái trí tuệ, cái hiểu biết, à, theo cái lời Đức Phật dạy. À, thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của cô Như, và chúc cô và tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú. Dạ, bạch sư Pháp Thanh sư trả lời câu hỏi này của Nguyên Như là sẽ giải quyết được nhiều tâm sự của nhiều bạn đạo lắm. Con rất là sa thú sư. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ. Con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, Nguyên Như con xin giao mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu favena sadasauti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu favena sadasauti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu favena sadasauti. Và vâng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay.
Và bây giờ xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hòa răng ba tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bồ này ya ma tham ma ri yam ba quê tị tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, ngài vị la. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Râm Nguyên Như Kỳ Viên vào buổi tối ngày mai, tức là tối thứ ba ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Và Nguyên Như xin mời quý vị trở lại để nghe sư Pháp Thanh giảng tới những cái bài khác rất là hay của những cái 37 phẩm trợ đạo mà chúng ta đang theo. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.